12 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2021 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại giao lộ đường Lê Trang Long và Nguyễn Xí, phường 3, quận Bình Thạnh. Trong quá trình đó thì tôi được phân công nhiệm vụ là tổ trưởng tổ trực chốt, đã phát hiện một đối tượng mặc áo shipper đi xe với tốc độ cao lao thẳng về phía tôi. Thì ngay lập tức tôi đã né qua một bên và khống chế đối tượng. Ngay sau đó thì đối tượng chống trả quyết liệt và có nhiều biểu hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích. Ngay sau đó thì tôi đã cương quyết khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an phường 13 quận Bình Thạnh để xử lý theo quy định. Và qua xét nghiệm thì đối tượng dương tính với chất ma túy. Quyết tâm tạo là cái bình yên cho thành phố cũng như là công tác phòng chống dịch, thì đồng chí Đức vai trò tổ trưởng. Khi đối tượng đi qua chốt không có đầy đủ giấy tờ cũng như là không chấp hành cái việc kiểm soát phòng chống dịch và đã đi xe gắn máy tông vào đồng chí Đức cũng như quyết tâm bỏ chạy, đồng chí Đức đã quyết tâm là truy đuổi và tạm giữ đối tượng và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Với tinh thần trên thì ban chỉ huy công an phường 13 Bình Thạnh rất là nêu gương cái tinh thần của đồng chí Đức cũng như là động viên các đồng chí khác học hỏi để làm sao chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới.